Rồi cấu trúc cuối cùng trong bài số 9 phần ngữ pháp N4, mình sẽ học với cấu trúc với trợ từ mo. Được chưa? Mình học với trợ từ mo nhá. Vậy trợ từ mo trong câu này mang ý nghĩa là gì? Trước đây mình học từ mo đúng không? Nếu mà câu vế trước và vế sau có cùng phần vị ngữ đúng không? Thì sau cái phần chủ thể mình sẽ chuyển trợ từ what thành trợ từ mo để nhấn mạnh đúng không? Được gì anh nhỉ? À, tôi là người Việt Nam, bạn Hà cũng là người Việt Nam đúng không? Watashi wa betonamu jin desu. Hà san mo betonamu jin desu. Đúng không? Thì cái phần trợ từ quá ở câu thứ hai sẽ chuyển về trợ từ mô nhá. Mình dịch là cũng. Tuy nhiên trợ từ mô mang một ý nghĩa khác nữa. Đó là Suryo no oi koto kyo cho suru. Mình hãy nhấn mạnh nhá, kyo cho suru. Kyo cho suru. Nhấn mạnh cái việc gì anh nhỉ? Nhiều đúng không? Một cái lượng từ ở đó rất là nhiều. Đấy, mình dịch là gì ấy? Tiếng Việt mình dịch là những nhá. Ví dụ nhà tôi có những 3 con mèo, hoặc Amira có những 4 ngôi nhà, hoặc là bạn Tanaka có những 4 cái ô tô. Đấy, nhấn mạnh nhá, nhấn mạnh cái lượng từ mà mình cho là nhiều. Đấy, thì mình dùng trợ từ mô để nhấn nhá, để nhấn mạnh nhá. Thì cách kết hợp với trợ từ mô đương nhiên là một số từ rồi. Số từ cộng với là trợ từ mô để nhấn mạnh nhá rằng cái số từ đó là nhiều. Mình dịch là những thì desu ka. Rồi, áp dụng phần ý nghĩa và phần cấu trúc này mình cùng nhau luyện tập nào. Hãy re bung o mitte kudasai. 1番、ここはコーヒーが美味しくて有名なんですが、一杯1000円もします。Rồi, cái cả ở đây đúng không? Thì cà phê sao đây nhỉ? Ôi chi là ngon này, ngon này, lại còn nổi tiếng nữa. Nhưng mà đếm cốc nha, mình đếm bằng bài. Is có 1 杯, một cốc những đúng không? Một cốc những gì đấy? Những 1 sen cơ. À, 1 sen ấy, mình số lượng rất là nhiều, nên mình nhớ là nhiều nhá. Những 1 sen. Đấy thì những cái số từ mà mình cảm thấy nhiều như vậy, mình dùng trợ từ mô để nhấn mạnh nhá. いいですか? はい、次2番ですね。コンサートには1万人も集まったそうです。Rồi, mình có so です dùng cái nào đây nhỉ? À, đây là thể thông thường đúng không? Thì đương nhiên là gì đấy? Nghe nói rồi. Rồi nghe nói đúng không? Con sao tội là buổi hòa nhạc này. Ở cái buổi hòa nhạc ấy thì đã có những đúng không? Những gì đây nhỉ? Một vạn người đúng không? Những một vạn người tập trung. Atsumaru nhá, Atsumaru là tập trung. Đấy, những một vạn người đã tập trung thì cái số lượng một vạn người rất là nhiều đúng không? Mình dùng với trợ từ mô để nhấn mạnh nhá. Những. Rồi câu số 3 nào. Tanaka-san wa neko ga 3 piki mo iru so desu. Thôi vẫn là so đúng không? So là gì đây nhỉ? Nghe nói đúng không? Nghe nói này, anh Mira có đúng không? Có những gì đấy? À, đến những con vật mà có đuôi nhá, mình đến bằng biki được chưa nhỉ? Có những 3 con gì đấy? Neko là con mèo. Đấy, anh Tanaka có những 3 con mèo nhá. Ii desu ka? Dịch là những. Rồi cuối cùng câu số 4 nào. Uchi kara koko made 3 jikan mo kakarimasu yo. Uchi kara koko made 3 jikan mo kakarimasu yo. Uchi là nhà đúng không? Từ nhà này đến cái chỗ này đúng không? Thì tốn những 3 tiếng. Ii desu ka? Từ nhà tôi đến chỗ này tốn những 3 tiếng đấy. Nó thì 3 tiếng là một cái lượng từ đó, một cái số từ mình cảm thấy rất là nhiều. Thế thì mình muốn nhấn mạnh cái nhiều như vậy đúng không? Cái số lượng nhiều như vậy thì mình dùng trợ từ mô nhá. Thế thì mô mình dịch là gì đấy? Là những. Ii desu ka? Những nhá. Những 3 tiếng đồng hồ. Rồi, đó là toàn bộ ngữ pháp của bài số 9. Các bạn có nhớ mình học gì không nhỉ? Bài số 9 đúng không? Mình học đầu tiên là cấu trúc gì đấy? Cấu trúc với lại so desu đúng không? So desu là gì đấy? Có vẻ này hoặc là sắp đúng không? Tiếp theo mình học về cấu trúc là sugimasu, thể tề cộng với sugimasu. Đấy, mà nghĩa là cái gì đó quá, đúng không? Cái gì đó quá nhá. Tiếp theo là cấu trúc với lại koto ga aru, koto mo aru. Đó cũng có lúc, cũng có khi như thế nào đó nhá. Rồi, thứ tư đúng không? Mình học về cấu trúc ngữ pháp là gì đấy? À, un đúng không? Un desu, un desu ka, un desu ga. Và cuối cùng là mình học cấu trúc với lại trợ từ mo. Được chưa nhá? Rồi mình nhấn mạnh nhá. Những, nhấn mạnh số lượng nhiều. Những. Đấy, đó toàn bộ ngữ pháp bài số 9. Các bạn hãy ôn tập lại, ghi nhớ cách kết hợp cũng như cách sử dụng của các cấu trúc ngữ pháp này nhé. Hey, đa kyu kawa kore de owarimasu. Minasan, otsukare sama deshita.